không sới cơm cho em hả? Em cãi nhau rồi, vậy em tự đi sới đi. Cãi nhờ. Em không muốn ăn cơm, em muốn ăn mì. Anh xin lỗi đi, mọi chuyện coi như là bỏ qua. Em nói cái gì đấy? Em bảo anh xin lỗi á? Em tự đi soi gương đi. Không có gương à? Anh chuẩn bị tối này. Tặng em cái túi. Nói thì không? Mời để. Chỉ có anh là thương em nhất thôi. Anh có sao không? Có bị phỏng không? Không có người phụ nữ nào cũng dỗ được. Chỉ có người đàn ông không biết dùng tâm. Đúng. Anh đi lấy giấy. Wait a minute. Ai ơi mà.